Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại kênh Diệt Khả anh ơi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với lần bài Boss 67 nha anh em ơi. Và hôm trước là Boss 66 đã thành công, thì thực sự là hôm đó thì không được về bờ cho lắm, chỉ được vài món làm chậm và vài nhắn làm chậm và vài ngọc bội làm chậm thôi. Và giờ thì ở lần này thì chúng ta sẽ đánh với lần bài Boss thương, sẽ tìm vũ khí cũng như là những trang bị áo, đai lưng, nón, mũ này nọ nha anh em. Rồi, ok, và giờ chúng ta sẽ tiếp tục thả Boss và cùng bỏ đội đem xem nha. Đây chạy khai dẫn ngày 10 đang ngồi tí, ngày 10 đứng trong hơi lú tí. Rồi, cho nó bơm mộng điện cho nó đỡ tốn mình nè. Rồi. Rồi, vẫn với set may mắn đó là 86 rồi nè. Đây nè mày. Đây, set may mắn của Thúy Yên. Vừa rồi thì nhận thêm cái giá truyền 25 nè. Ngọc bội 25 này tháng trước, nhẫn này tháng trước nữa là 3 tháng được 3 món nè, 75%. Kèm với nhẫn may mắn xấu là 81%. Và kèm với một cái may mắn từ trong cái mặt nạ thì sẽ được 86% nè. Đó. Anh em đang xem live thì đừng quên đỡ lại cũng như là video này up lại trên kênh đó. Anh em nào mà đã xem live rồi thì có thể xem lại và cho Khải một like ủng hộ chơi, đỡ cố gắng tạo cái động lực để tiếp tục trong bàn, cũng như là Khải có thể đầu tư mua thêm may mắn cũng như là đầu tư thêm đồ để đánh boss cho anh em xem nha. Đừng quên cho một like chia sẻ ủng hộ chơi anh em ơi. Anh Khải giờ anh uống nước là còn khí đủ rồi. Nói chung đa số bữa giờ toàn uống sữa với lại húp cháo thôi nên không ăn gì nhiều. Rồi, ok, bây giờ chúng ta thả boss. Rồi, anh Tùng ơi. Rồi, anh Tùng nghiên cứu con nào gần ở hạng thả trước anh ơi. Đại lý quân chưa? Rồi, thả đi. Thả đi, thả đi. Thả đi, thả đi. Ồ, mã giật ải dư 3 cục luôn. Rồi, tao luôn, tao lắp con luôn. Tao lấy không? Xin lại, lại, lại. 4 tu. Đây, đã cắn full được bắn rồi anh ơi. Rồi, khui 2. Đủ luôn. Đây, đưa thu bây thiếu là 400 tu. Rồi, đủ lắm. Ta tiểu 4 phim 400 tu à? Rồi. Tao dịch anh ơi. Tao dịch, tao dịch. Rồi, ok. Anh có mặt tao được đâu. À, ok chưa. Quay. Rồi, có hệ thổ rồi. Bất thủy á. Rồi, những con đầu tiên. Lúc nãy có hết đặng vài con. Bất thường, bất thường, bất thường. Hôm nay chắc khoảng tầm hơn 50 con, hơn 50 con bất thường nha mọi người. Hơn 50 con bất thường nha. Tìm trang, tìm ngoại trang như là nón, đai lưng, áo, giày, vũ khí và bao tay nha nè. Đặc biệt thì mới có trang sức. Ờ, nhẫn thổ như ta có cái cũng ngon lắm á, cu. Cái nhẫn thổ khác bằng 25 là xin lần 180 luôn. Rồi, nhật độ. Để tao nhập nha, tao coi cái nhẫn thổ tao coi, nhiều nghe nó có thời gian chúng đọc thì... cái này hơi canh nắng phong trần ơi, bộ đồng sắt bao nhiêu tiền á? Thời đầu thì cái nhẫn đầu tiên thì hơn 15 triệu. Rồi về sau thì cũng tầm 15 triệu, tại vì đuôi tốt mới mua được anh ơi. Rồi về sau thì cũng tầm đó anh ơi, tại vì để lấy được cái nhẫn đồng sắt thì phải top 3, top 3 cá nhân. Thì tương đương khoảng hơn gần 300 vật phẩm đua tốt thì nó nằm ở vị trí hơn, thiệt sự là hơn 15 triệu một món, hơn 15 triệu một món. Đó là thiệt sự là bỏ tiền đỡ đi nộp tốt để nhận đồ đó nè. Đó. Còn anh em mà ngồi mua nhiều không biết nha. Ra trường xa nào hả? Chưa đâu, chưa chắc ra trường xa đâu anh em. Rồi, đó. Bật cam lên cho anh em xem nha. Đó, này đang đánh boss này nè. Đó. Rồi, khui hàng. À, cái này nó hơi chặt rương anh Tùng từ từ bó nha anh Tùng, bó xong anh Tùng mới từ từ thả nha. Thầy ơi. Ơi anh đây. Giờ ông Nam ông Mạnh vừa mở cái trái kìa, mở hộ cái nồi cả. Anh ấy lóc ạc nhận đồ anh ơi. Ok. Rồi, để lóc ạc. Lóc ạc lóc ạc. Ui, sắc thường không có tóc, xấu. Xấu. Dương Dương đúng không? Mở đi anh em trường lão chụp phải mở là được. Từ mở là được. Tóc 30 cho nè. Ông Nam bây giờ mở không được mic. Lại có mấy thứ ấy. Quá nói nhắc nãy lần rồi. Khi nào không làm việc gì tự off mic là được. Rồi ok anh Nam bắt đầu đó. Bắt đầu đó. Đâu nhảy phòng tự tưởng đâu khóa rồi quay. Đâu, nhảy phòng là nó sao khó được. Nhảy phòng anh là trưởng lão mà sao khó được. Anh là trưởng lão là anh phải tự giác, là anh tự tắt không ai tắt được anh đâu. Đúng không? Thì mấy bữa là đi về. Là mấy cái phòng khóa à vậy rồi. Đi chăng hàng mà mình nhảy anh tự khóa. Vật làm đâm nhật độ rồi. Đang với đồ tiếp tục bắt 67 thì sao được gì anh em ơi. Rồi bao nhiêu người rồi anh em ơi. Comment đi anh, comment phía 1 đi anh. Comment phía 1 đây cho rồi em kết bạn Zalo giùm em đi luôn anh ơi. Còn điểm danh á anh Nam. Điểm danh là phải đi nha anh em.
Rồi điểm danh xong thì kết bạn ai Zalo nhà em gái. Rồi đọc tên nhân vật em đưa vào nhóm. Được có cố gắng hơn. Bồ bịch thì có bồ 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 bịch thì dẫn theo nha anh em. Đoàn tính không biết sao đây. Không biết dẫn con nào theo hả? Không có vậy nhỏ rồi. Ai có một dạng gì tương dương bắt cho Khải một dạng Khải mở rừng tiếp theo các anh em ơi. Cái giao gì thế? Ai có một dạng anh em về tương dương bắt cho Khải một dạng anh em ơi. Gì? Em đi mở rừng tiếp theo không à? À có cái kiếm nè, có cái kiếm nè. Tương dương bắt cho em thêm một dạng. Rồi, khui. Tương dương bắt rồi. Tương dương bắt tôi cứ chơi nè. Nè, giao dịch nè. Chứa đồ băng áo nè, chứa đồ băng áo nè. Hai con nữa đấy, lóc từ lên này. Rồi, ấy là chưa anh Dương ơi. Rồi rồi, đồng 120. Đang được góc trăm rồi. Cái này coi như kiểm tra mới kia thử ra ai ăn. 120. Xin lực lực cao đỡ lại à. Ôi, sao tổng 120 không vậy? Cũng khiếm 130, 20. Ô, hôm nay 20, 30 không, không có 40 luôn. À, được một bao tay 500 ẩn 1 này. Lực cao quá vậy? Hôm nay được chắc còn kim. Hoặc là lực cao mà. Mấy dòng vậy gái? 6 dòng em. Xin lực cao. Rồi tiếp theo. Đó, lần này thì bói trang sức tìm đồ phải. Trang sức trang bị với lộn tìm trang bị nữa. Có đặc biệt không? Có thường hết. Thường hết. Thường mới ngon. Đúng rồi, bất thường thì mới ngon hơn, nhưng mà giá nó không có bằng đặc biệt. Giá nó không bằng đặc biệt. Đồ tại vì đồ nó ra thì thường là phải như có lông đồ thì được chứ. Ừ, phải vơ là được. Đâu cái hạt này cờ lon chứ xin gì bỏ Hồng Sơn trời. Tiền dạng thiếu mẹ đây thì xin không? Đụng nó nói câu xin cũng tròn quá, bó tay với ông thần này. À, kêu có một vàng cũng đi xin má bó tay, giờ hiện tại đang xin bó không có đi được. Má ông này ngáo vậy liền. Chết thiệt chứ. Chán thiệt sự, giá mà cũng nói được câu khiêu khích mình đó. Ta cầm ban chủ mấy ngàn không có. Lạy luôn em ơi. Tại vì đang đánh boss không gì được. Mới kêu anh em qua dịch dùm một dạng. Đó. Đâu ông Võ Hồng Sơn này không biết là có phải fan mình hay là anti fan đây. Đâu ông Võ Hồng Sơn đó là chồng của Bạch Thu Hà đó. Cười yếu rồi, cười đi, cười thoải mái đi anh ơi. Cười thoải mái đi. Cười thoải mái đi. Giá mà cũng vô comment câu thành boss đây. Thì Năng ơi. Nó canh me đợi người ta sơ hở. Ờ, cứ đợi mình nói câu nào sơ hở là đi off là chính danh thằng ơi. Là đọc liền. Ờ đọc. Chưa chốt. Chốt để khảo sát bao nhiêu người để biết khảo sát. Tiếp tục anh ơi. Tiếp tục anh ơi. Mà bởi giờ đâu nói gì. Vợ vẫn đi theo luôn, khỏi phải báo. Nói thiệt với bạn già tôi mà không đi tôi giận suốt đời. Ừ, đúng rồi. Anh em biết sao không? Vừa đi chơi mà vừa được nhận quà đem về nữa. Cái gì em mướn riêng cho hai người cái phòng. Đúng rồi thì đúng rồi thì anh Thái ơi. Anh Tùng đâu ta thả tiếp anh Tùng ơi. Lô. Ừ ok anh ơi. Để cho Long với Á Thần đấu kiếm. Ừ. Hai lần đó là lần đấu kiếm. Cố gắng kiếm đi áo anh Tùng ơi. Chung bên trên anh em ơi đứng giữa hồi ngõm giờ. Anh nó hả không mà phải Long. Long căng cứng cái bụng rồi. Lần năm con cũng được, lần năm con được. Cái này nhiều đồ anh, lần năm con là được. Đó hệ thổ quá trời luôn kìa. Rồi thổ. Thổ quá trời. Long cấn cái bụng rồi, kiếm ngắn nữa nè. Tiền dạng thiếu cha ở đây. Điều đang mắc. Kiếm ngắn đúng rồi. Má đâu như anh 18 độ. Hết 18 quay. Má chạy tổn. Rồi đừng lắm. Phải đừng like mà nó bậy quá. Mà tiếc. Nên nói giải thoảng thôi. Ừ, làm cái đau quá đồ đây. Nghe rồi, tôi đi off đầy hết kìa. Ủa, bữa nay có khách à? Yeah. Dòng xin để em bao tay bao nhiêu kìa. Rồi, anh Tùng ơi, bao tay bao nhiêu anh Tùng ơi? Bao tay gì em? Bao tay 540 nè anh ơi, 540 nữ, sinh lực 105. Cái này hay đỡ em đưa giá luôn ha. Ừ. Cái này mà ở ngoài á, thiệt sự chắc bán kim thôi. Anh bán được bao nhiêu anh bán, đó. Ở trong bang, anh bán được bao nhiêu là về giao dịch luôn. Đó. Ngồi chứ còn kim. Rồi. Dạ, yeah, tương nhiên bắt giao dịch luôn, 500 xu này. Đó. Tại vì tầm này nó dính đó. Rồi. Tương nhiên bắt luôn John C ơi, 500 xu này. Ôi, đôi giày ngon nè. Giày rác nè. Rác nè. Giày mọc anh Thái. Rồi, đã lên lái mang đồ nữa. Thả tiếp Tùng ơi. Một đôi giày mọc ngon nè. Thắng lôi nhiêu anh gái? Thắng lôi 27, tóc 30 mấy nha, thiên ngon cần nha. Đó. Được món nào bán ngay trên line luôn. Đôi giày đó anh em là anh chơi rồi.
Đâu đa lưng này khăn banh có 7 điểm chờ 6 nhỉ. 6 điểm. Rồi cao ok. Đồ chống 30 cái này chống 40 là bán đường kim rồi đó ơi. Trời ơi. Sinh lực một lực ngon luôn anh em mà có 3 quỷ chón à. Vãi thiệt. Ai yếu cái mày. Nó đang sau núp góc luôn rồi. Cần kháng hỏa cái này lấy vòng 1 cần kháng hỏa em. Trời yên em nói em nè, con im nhặt nè. Cần kháng hỏa cái đó là gì? Rồi, đôi giày ngon nè, non rá. Rồi tôi bắt em vô vậy anh em ơi. Đó, nó này một. Đó là dài, tới dài đó mình là năm rồi em mua rồi. Đó, Vinh Si đâu vậy giờ anh em ơi. Sao anh ơi. Anh không có đường chết kìa. Đó, anh Long đánh chết vậy kìa. Thả tiếp anh ơi. Tự nhiên bắt đi Jun Sin ơi, tự nhiên bắt đang trong xu thôi nè. Có xem like đem nè. Đem một ai rồi. À, đem một ai, ok ok. À, cái này nó đâm cho quý vị mình đâu quá. Lố lố đợi. Chết. Rồi. Cái này làm bắt số 17 thử được gì? Về bờ thôi nha anh. Đó. Được bao tiền này trong xu đó. Tổng nhiều 45 con anh ơi. Đâu ba nè đôi giày này nè, đôi giày này nói chung là cũng được hay không có đẹp quá, được cái tóc này, tóc khăn lo cũng ngon, nghe mi thật cái yêu. Cái tay sao? Tay làm 140 sinh lực 105, khăn lo quanh nội lực 24 140 vòng 1. Nói chung cái này thì bán đang ngồi cũng được kim, 500 xu vòng bàn cũng được. 300 vạn tính ra 300 vạn. Đó. Mấy cái thể lực của thành cái sinh lực cũng được rồi. Ừ, này mà thành sinh lực hay nội lực là ngon. Có gì đó nó đặt tóc được một chút. Anh được không treo hoài à? Rồi ok. Đặt hàng một cái tay nữ lành chặn rồi nhé Khải. Ok anh Ba Hậu ơi. Chân vang thì cái lái nữ dáng ngồi cho nên bù tiền boss thôi. Tầm này đánh tương đương là 50 con boss đi là hết 5 kim. Đó là boss thường nha, là 100 xu một con thôi. Thì hết 5 kim lại tiền dạng thì hết khoảng tầm hơn 2 cái dạng nữa là hết 8 kim nữa nè. Hết 8 kim nữa nè, đánh thu được cái gì thu nữa. 8 kim mà mới được cái niệm thôi. Mới được 500 xu rồi. Ừ, mới được 500 thôi. Theo anh Tùng có nhấn trên trăm nào trên trăm không anh Tùng? Sinh lực trên trăm hả anh? Sinh lực trên trăm. À. Còn dùng máy? Anh 2 cũng được, tại em thích được. Em có cái một cái làm chậm 40, sinh lực 96, thân pháp 16, làm chậm bằng 2. Đó. Đang có người mua em 6,5 em đang suy nghĩ tại vì nó có thân pháp á là đường môn với nghe mi nó cũng cần. Nghe mi trưởng là cần anh nghe mi kiếm chứ không cần. Nghe mi trưởng tăng thêm một ít thân pháp là nó chụp dính hơn đó anh Tùng ơi, anh Tùng đã trải nghiệm chưa? Yeah. Ừ, chính xác. Nên là cái nhận đấy em nghĩ là nghe mi nó nghe mi chụp hoặc là đường môn là sao hợp lý. Một ít tập khoảng bao nhiêu? Anh Tùng có lấy không đưa cho anh Tùng. Dòng 2 á, nhấn dòng 2 thì anh sẽ mang ngọc bội mọc và ba tay mọc. Đó, xác định thử. Hoặc là nón mọc thử cũng được. Ủa, anh em ở bên khu du lịch Bình Cới, Bình Quế à? Đúng rồi anh ơi, anh em đồng ý đi khu vực đó anh ơi. À, bên đó bên Thanh Đa, nó sông nước, cũng mát mẻ đó. Ừ, đó, anh em đang gửi vô đó đó. Nắm đồng về hợp không? Nó về hợp anh ơi. Có, anh xin vé đó, anh có tặng anh đi về. Đâu, anh nắm đồng khác, còn nãy là anh Khánh Đăng. À, ừ, này Khánh Đăng xin một vé, thả tiếp anh ơi. Này Khánh Đăng về chắc 2,000 thôi à. Ừ, bắt nữa sân trận này. Mẹ đường bây giờ sao về được. Đúng rồi, nó này ngoại quá. Bên chỗ đó là hồi trước nó là cà phê Đền Mò, buổi tối ở đó là một nuôi luôn đấy. Ê, à, hồi ơi. Anh dành dữ ta. Bên khu Thanh Đà. Vợ vẫn còn được hoàn cơ. À, còn một cái cây gì á. Năm tư phải đi đúng không anh? Vợ vẫn còn. Ừ. Vợ vẫn còn. Hồi trước đi làm, hồi trước đi làm thì làm gần đó thì hay chạy qua đó ăn trưa. Bờ sông nó mát mẻ lắm. Bờ sông khói lắm rồi. Khói lắm. Năm đêm ngày xưa là ăn cho chim ăn thơm đúng không? Nam chim nam khói rồi. Này khói rồi. Lần này thì thực sự mua lần bài boss rất là khó nè. Hiện tại là bắt đầu Evan trong vòng 2 đến 1 tuần thì 7 ngày thì thời gian nó mua lần bài boss rất là nhiều. Giờ có vẻ như nó chậm là rồi ít người ăn Evan nữa. Nên là mua lần bài boss rất là khó. Gom lần bài boss rất là khó. Đó. Cái tool mà bắt 66 á, anh em ra đôi giày á, bán được có người trả 60,5 không bán nè. Cũng có người trả 60,5 hơn nhưng mà không bán. Đỡ lại cho anh Tùng có 5 triệu thôi. Đôi giày nó một bắt 66 sang lần bài boss đó nè.
Kim Nam hay hót không? Im ru nằm cái chèo queo á. Hút vô lọc rồi. Ok anh Khánh Đăng ơi, ok anh ơi, ok xong bot nha. Nam có lọc. Cái đó khu từ trung tâm chạy vào trong khu du lịch miền Quế là cũng xa lắm á. Tại nó đi sâu vào trong luôn á. Không có gần lắm đâu. Đi tốt rồi bên trong rừng trong cái sông nước. Anh em giờ đâu phía ngoài đâu, cũng gần lắm. Anh em nào ban lưu ý inbox kết bạn Zalo cho Khánh các anh em. Đâu thì anh muốn đi vô trong thì nó có xe điện cho vô chở vô. Tại lâu lắm rồi. Rồi Gabi. Tí thì Gabi buồn chết rồi. Gì? Gabi bút mà chết. Hồi xưa nó quan sơ nó chưa có xe điện. Bút bên em đi. Có xe điện chở vô. Nhưng hồi xưa qua đó thì thấy nát nè, trời ơi, xong nước nó đã luôn. Hồi xưa nó quan sơ, bây giờ nó làm đủ thứ. Chắc bây giờ khác rồi, tại hơn chục năm rồi. À. Dạ làm đẹp lắm, nó làm lại cải cách lại hết. Năm rơm quê, chưa là đó, năm rơm. Hồi trước rồi Sài Gòn mà. Mẹ anh là tin ngại, tại vì khi nào gần tới tài khoản Đam nhắc em nhé. Ok. Hồi trước là có nhiều bên nấm rơm. Không sao. Họ hai bên đây còn nhiều không? Cơn họ hàng cũng ít. Ok, xem đồ anh Tùng hả? À? Anh Tùng đang bảo, anh em ơi, đồ của anh Tùng anh em ơi. Đây. Bà bác thực phẩm mang ba. Bao tay kim quang cũng khá đẹp mắt ở đó. Đây là những món đua top 1 không anh em đó. Đây là gia chiên này Võ Lâm Minh Chủ liên nội server, còn con người này Võ Lâm Minh Chủ liên server đó. Những đồ toàn hàng độc anh em. Ngọc bội này cũng đua top 1 đó. Bao tay này cũng top 1, nỏ này cũng top 1 luôn đó. Xích đồ quá pin đó. Đó. Ơi à, anh Tùng mang cái này sinh lực cao hơn, có thêm chuyện có thêm dòng phục hồi thánh lực. À. À, ok chưa? Rồi à, cuối hàng. Hôm đó vô đó không biết anh uống như thế nào thì từ từ tính thôi em. Đâu anh em ai giao lưu sao chưa thấy adder ta, mất hơn chục người ta. Em ơi đâu hết rồi, Nam Tiên Phong đâu hết rồi, chưa thấy adder luôn, chưa thấy vô luôn. Dạ em ơi. Anh có ngồi máy không? À đưa Zalo anh đưa nhóm anh ơi. Đi em à. Ok. Giờ khôi. Nhắm mắt mở mà mình em đi. Inbox đi em ơi, kết bạn inbox anh luôn em ơi. Không thấy inbox nha, anh chờ inbox nãy giờ nha. Kết bạn xong nhắn tin tao luôn. Nhắn tin anh không biết chứ. Anh đâu biết ai đâu, phải nhắn tin anh không biết. Ờ coi làm chậm 40 này được kim. Đấy. Trời ơi cái 30 trời. Bụng. Cái này mà 40 thì có vài kim rồi. Có 30 thôi, sinh lực lực đẹp gơ á. Thấy không? Ừ. À, buồn gơ gơ. Đó, 40 nhiều khi hằng xứa kia có mua liền, xứa Bình Dương. Em mua rồi. Mày đều đổi liền, mới ghê, cái ghê đẹp lắm. Đổi. Ở bức này đợi nó chậm gơ. Bây giờ cũng hết tiền, đổi rồi, mua áo Định Quốc hết tiền rồi. Áo Định Quốc thấy mạnh hơn không? Thấy cũng tụi bắp vậy. Châu hơn chứ, châu hơn chứ. Rồi tiếp anh Tùng ơi, còn con nào? Nhiều hơn, châu hơn á. Ờ, nó châu hơn anh. Cái nói anh Tùng top 1 anh em. Vô con mình chiến đó, lũ nó quýnh em quá trời, nó chết đâu. Cái nói này là top 1 đua top cá nhân tháng 3 vừa rồi. Và với vị trí là hơn 300k vật phẩm, tương đương khoảng tầm hơn 15 triệu đó. Đó, hơn 15 triệu đó. Mắt ổn, ngon chưa? Cả thấy quá đẹp luôn nè. Cái này mà thực sự là đua top, nếu mà đua top là cạnh tranh nữa thì giá nó lại hơn nữa nữa. Đó. Mùa rồi anh Tùng lấy 7 top cá nhân mà. À, vãi cái này hại vũ. Ừ, nó đua top rồi nè. Còn độc lào Bình Dương nó chặt. Tranh thủ đánh cho mình anh Tùng tí. Nó kinh dị vậy trời vậy. Thả ra hệ thổ không hay sao á. Thả ra hệ thổ nhiều ghê á. Ừ. Còn sao đưa hệ thủy thả ra coi. Rồi à. Ờ sao anh thả thổ không đúng vậy. Toàn thổ mà. Ừ. Đúng rồi. Em cần cái nhãn thổ mới kết được cao Định Quốc. Ừ. Em cần nhãn thổ chính xác. Rồi. Rồi chưa. Không cái này là không có nhãn mà. Long rồi. Trời vô đang không chịu vô ôm. Trời ơi. Thứ Lâm Châu bà cố luôn lên đứng tăng chứ. Em đứng hồi nó phản đòn quái quá thì chết, đừng nói chi em đánh.
Ai, hôm nay chú con gái đợi nó chặt rừng á. Một cây vũ khí nè. Này, giờ muốn bán rồi này, chó hả? Có giúp cái trần hay gì á? Chậm, 120. Chậm, 120, chịu ạ. Chậm 40 nam. Hệ quả nha. 30. Trời, 130. Mày ơn đi với tao thua rồi đó. Không bình, đọc trúng đọc. 130 nữa. Cho tôi 130 không luôn. Ôi, đại lưng ngon luôn anh Tùng ơi. Ôi, một cao khí làm trọng 40 nữa. Rồi, anh Tùng đại lưng kháng băng này nè, 25-40 luôn anh Tùng ơi. Mà sinh lực hơi thấp, nghe mi hay đường môn xa luôn anh Tùng ơi. Đó, hàng về. Đúng rồi. Hay quá kìa. Hàng về, hàng về. Hàng về cho anh Tùng ấy. Ngon cho đường môn luôn ơi, đường môn cũng cần nỗ lực đẹp ấy. Rồi, hàng món lưng hợp lý. Ừ, đại lưng kháng băng đó. Này nó này bút đi mặc cái áo hết ông hòa. Ừ, áo rồi họ đó. Làm 40 luôn, có mắt bình luôn kìa. Đẹp vãi. Tìm cái áo hết hòa để mặc đêm rồi. Đi cày nó chưa ra. Cày chưa ra. Phải đẹp đẹp cái áo kìa xấu quá, áo kìa nó vang xấu. Tại vì mặc áo kháng băng áo hết thổ mắc chỉ được có 19 đấy. Đúng rồi này. Chuyển đai lưng lên 25. Đúng rồi, nên là đẹp. Được đai lưng đẹp luôn. Đó. Cần gì ước thái luôn em, hôm nay anh Tùng đánh kiểu đai lưng với áo ra được đai lưng rồi, một món rồi ngon. Lưng này cũng được 3 đến 5 kim nè, cũng được. Không lỗ, ra đai lưng này là thấy bù lỗ bót lại. Tùng ra mấy vũ khí không biết. Mấy cái làm... nào cần vũ khí chậm đi. Đây, còn khí làm chậm nữa nè anh em. Hai cây chậm nữa nè. Cần phải cả một rương rồi. Thôi, bậy quá, một rương đâu cho hết 3-4 cây rồi, hết rồi. Trời. Hôm qua là anh Long 2 cây, anh Nam 2 cây nữa. Đó. Chứ Khải thì có cái nào cho anh em hết rồi. Còn mẫu quăng cho ông kìa. Bán thì cũng đem trong xu cho mấy. Cho hết rồi. Đây kìa, tăng mà giống giống ra tăng. Ở đây, ở đây, ở đây. Tường đâu? Đi nè. Xin cây bổng anh ơi. Nhưng mà cây bổng em phải cái ạc trong bang em ơi chứ. Ngồi bang em đi cửa lo ngồi bang thì em phải mua nha Châu Thanh ơi. Để yên điều sau đi. Em có mua thì em nói anh Tùng nha. Đó là ừ, tại vì hỗ trợ ạc đỡ hoạt động vì ban. Chứ còn anh biết là em mua đỡ đang ngồi em đi em đánh phụ 84 thì đó em phải mua nha. Đấy phải mua. Mua bù boss em. Mua thì anh bán rẻ thì được chứ không xin em nha. Còn ví dụ như xin mà cho con ạc Châu Thanh mang thì ok cho luôn, không còn lấy tiền. Rồi, thầy tiếp anh ơi. Nó vào tiếng mạnh ghê, bằng mấy trái bớt thì kìm chiếc quêu rồi. Kìa không? Bắt người ngủ quá. Bắt người anh em ơi. Liệu cái gì siêu phẩm không đây? Liệu cái gì siêu phẩm không đây? Đó. Lui cái này đồ, mắt. Đôi giày này cho nè, đó. Đường môn nè, đó. Môn nữ ai lấy thì nói. Áo này tóc lên 40 thì được nha. Tóc hay bay tóc. À, chắc là những con cuối cùng hả anh Tùng ơi? Những con cuối cùng đúng không? Ok. Đợi xong tuần này đó, anh vào vị trí thế hả chung? Giờ mà ra giày thị nữ nữa thì anh không biết làm sao hả? Thì bán nó giày nam kia thôi anh. Đó. Ừ. Đâu mất mắt đâu anh. Thực sự là sau lưng Khải có rất nhiều người. Nhưng mà thực sự là họ muốn mua. Nhưng mà mình không muốn bán nè. Đó, mình không muốn bán. Thì đồ của là của mình thôi. Đúng rồi Phan Trương ơi. Cái nọ cũ với... cái năng cũ thì ảnh có sang nhượng là cho cao thủ Khánh Tăng Văn Minh rồi nè. Đường môn Khánh Tăng Văn Minh rồi. Đường môn khá là khỏe Văn Minh rồi. Nghe lâu. IQ đi, em IQ đi. Anh em ai chưa adder Zalo em chịu khó adder cho tên nhân vật để em kéo vô cái nhóm nha anh em. Anh em vô cái nhóm đó bây giờ không biết thì còn có thể chia sẻ vị trí tự đi tới được. Ok Hiển Vinh ơi. Ừ,
chỉ anh em đến vị trí đó là xe Grab hoặc là taxi này nọ, nó có dẫn anh em tới luôn cho nó khỏe anh em. Nó biết đường hơn. Chúng mình thì mình lạ nước lạ cá mình không biết. Ok, để đó đây. Bá năm rồi đó rồi. Nói chung là ộp bang là gắn kết nhau hơn thôi em. Cái vấn đề anh em nói là ộp bang xong rồi giải tán bang thì sự có chả vấn đề gì đâu mà, miễn sao anh em gặp nhau một lần vui là được đó. Chứ còn vấn đề này nọ sau lưng, vấn đề sau sau này tính sau đó. Đó. Ai nói kỳ vậy? Định lời quyền như ép là được. Ừ. Ờ không vậy à. Chắc là chỉ có bữa tiệc này mà không tàn đó vậy đó. Đúng rồi, không có bữa tiệc nào không tàn, chính xác là anh 18 rồi. Cứ chơi thoải mái, khi nào còn anh em còn chơi là cứ coi chơi thôi. Cứ đời đâu. Bên kia đã tới giúp thiết trận rồi hả? Xong. Không có cuộc chơi nào mà không tàn vậy nè. Tàn cuộc chơi này thì mình tiếp tục tìm cuộc chơi khác. Sao hết? Còn anh em là còn chơi thôi, chơi thoải mái. Khui. Đại kiện kim, dày chậm, 9 số, số áo áo họ này, đồ áo mộc, áo này, kim, áo nam này, rồi chậm 20 tôi chơi luôn, đứng góc này chơi luôn, đứng góc này chơi luôn, dạ, không rồi di chuyển quá luôn, trong mít nam nữa đó, trời ơi cái cây không có tóc anh em ơi, chán gương góc mít nam nữa, chưa. À, Nam ơi là Nam ơi, chết Nam luôn. Nam nhoi vãi lìn. Đậu. Có luôn, Tăng ơi, Tăng còn chưa ơi. Rồi, tiếp anh ơi, thả anh ơi. Tắt cửa đánh nè anh em ơi. Khổ, tôi thì tụi ta đéo. Đúng với nhau. Tắt cửa đánh nè. Rồi, giờ này boss đặc biệt nha Nam. Nam con đặc biệt. À, nói chung là server này cũng gần 6 tháng rồi nè. Anh em ộp bang rồi giao lưu vui vẻ chơi thôi. Còn vấn đề chơi server này server kia thì khả năng nó khá bình thường nè. Nhưng mà được thay chú. Server này vẫn chơi được cứ chơi thôi. Vấn đề ở đâu? Rồi, bùm đi. Nãy giờ chưa được món nào siêu phẩm anh em ơi, chưa được món nào siêu phẩm hết. Cái này đồng đâu? Siêu phẩm chết giờ kìa. Ủa, như đâu? Chưa được món nào siêu phẩm. Đang làm nhìn thân tí. Ê, bầm đây, bầm á. Trên đấy cá rồi. Một bầm 2-3 phát rồi, con cầu hồn dám chết. Hồi xuyến thì đứng gần Nga My á. Nga My bút đứng đó thì không chịu đứng, không chạy đâu vậy. Đi bút trong thể bột em đứng. Còn em đánh kìa, lên đam liên tục luôn à. Con đặc biệt nó trâu hơn một tí nè mà. Đánh này thôi, cảm giác nó trâu hơn một chút. 4 con thủy, 3 con thủy, 1 con mộc. 3 con thủy là tầm này tìm nhẫn chống thắng hỏa mới có dơ. Ừ, mới cắn rồi. Mới cắn may mắn 21 rồi. 20 phút cắn rồi nè, mới cắn rồi. Nhưng mà cái gì cái ba bốn năm món rồi rồi thằng quốc đạo luôn anh ơi, thằng đạo luôn, nhận em gặp nào được chưa đâu. Ôi trời, giờ chuyện không cần bắt em xe rác tẩu với hả. Em thêm ít đồ nhà cậu. Anh Như ơi. Trời ơi, chón có 30. Tắt mít Nam ở đi, tắt mít Nam ở đi. Đâu. Ôi. Vậy sao đây. Hai viên nhiều gãi anh. Dạ tẩu nào ai lái đâu? Ở đây đây. À không, không có rồi, bán nong rồi. Bán nong rồi. À đồ dạ tẩu này là có ai đâu. Giang hồ mà lái nè. Những này thì anh em xài được. Hai con người chó. Lái đi em. Dạ tạo dưới đất kìa. Đi đất đó. Rồi, hết rồi, có vài con rồi, hết rồi. Rồi, 4 năm con mà. Anh Tùng, tháo bất đại anh Tùng ơi, tháo đại anh Tùng ơi. Này vàng bốt xanh dưới con đạch, dưới con bốt đại luôn. Server này server S8 Phật Sơn Ký Sử, trang chủ game Công Thành Chiến Xưa trong nét nhà anh Trần ơi. Server được 6 tháng rồi mà hiện tại có đến 9 băng hội và mỗi băng hội có đến hơn 40 đến 60 ạc tây nha Nam.
thì sự sẽ vào rất đông nha. Anh em nào có thể tua lại cái video cầm chiến hôm nay, anh em sẽ biết sẽ vào rất đông nha anh em. Tham gia vào thì cứ chỉ cộng ngay chân chủ vào thôi. Rồi đâu thấy thêm hai con nữa cũng được. Đúng rồi, hai con vàng. Ok Long lên ơi. Ok Thái Nguyễn ơi, nãy em cầm con Thiếu Lâm. Con Thiếu Lâm đó trâu thật sự anh nè. Thiếu Lâm mà mát sách vỡ đồ ngon chắc siêu trâu. Đúng rồi em, con Thiếu Lâm đó hồi xưa của anh đó. Tầm này bởi anh Vinh đã lên cho 13 á. Còn nói tầm này không đâu thiếu điểm gì đâu. Chỉ thiếu vào Long Tịch tại kinh thôi. Tất cả đều mát hết mà. Ui hả. Ôi mít anh Long ăn 2 kim hả? Thông báo cho nhóm anh Long ơi. Một người à? Ừ. Anh có một người thôi hả? Ừ. Hả này à, chưa ăn người bên. Lô lô lô, dạ đây đây, đây em đưa ạc này, anh giùm em đi. Đây inbox, inbox luôn anh Long ơi. Có thì chắc vô lô lô đi. Vô lô, ok ok. Rồi anh liền tối nay luôn nha. Ừ. Rồi em đưa cho. Tưởng gì, cần liền thì có liền luôn. Đây. Rồi đưa anh Long cho, đưa anh Long chiêu luôn nha. Ok. Cái con bánh sinh nhật này là phải thả ở một phái rồi nè. Ừ, bánh sinh nhật không? Ủa, bánh sinh nhật đó là 150 vạn ấy. À, ý là nó phải thả ở môn phái, đúng rồi. Vậy, vậy xíu hả? Thả thôi, em có luôn nè. Bánh sinh nhật. Con bánh sinh nhật hả? Rồi, Long xong vật ải vô rồi nha Long ơi. Anh em còn cái câu chúc sinh nhật còn ra mấy cái em thiếu mớ luôn rồi. Anh ban đưa anh 15 kêu. Rồi ban luôn, ban em hỏi em lái luôn nha. Ban em lái ở đâu luôn nha. Ok là Tương Dương Bắc Dương xin ơi, Tương Dương Bắc em ơi. Anh Tùng ơi bán một tay 500 xu nha. Ok. Rồi. À giờ em ơi, Tương Dương Bắc này em ơi. Tại sao cái ạc có sẵn luôn đi cho anh đi. Em ao ạc rồi đó. Cái anh nói là đã kim sẵn trong đó luôn đi. Anh vô anh lái đi, em nạp bên này, em rút bên này mà. Ủa, bánh nhật cơ mà, chú quýnh không vậy? Bánh nhật á, à? Anh em muốn đánh thì đánh giùm luôn cho đợi chi hết hàng. Rồi đánh giùm em luôn đi. Em cứ cầm 150 vạn đi, khi nào tí nữa đánh cho anh Nai, anh đánh luôn cho. Ok anh. Ừ. Cứ chuẩn bị trong rương rồi khi nào anh kêu thả là anh kêu thả, khi nào không biết thả đưa anh tự thả cho. Rồi. Sao anh? Anh em nào có điện thông kim bán anh Long Nguyễn em ơi. Rồi đúng. Ừ anh có anh cứ thả đi, còn cứ thả còn không? Thả luôn, thả đi, thả đứng cái góc đó thả luôn, chờ nó nhặt luôn. Sao hết. Đó cứ thả thôi má. Nó đâu liên quan đâu mà chết em nhặt ra như đâu. Rồi đợi chết rồi bỏ đồ anh em xem. Long ban à, việc cũng ban hả? Ok. Ok. Mới con tuần mà sao ạc em hay nổi quá. Anh Long vô ạc đi, anh Long vô ạc được chưa anh Long ơi? À, thằng ạc VIP server luôn hả? Anh mua coi nào là bán để anh mua cái này. Ok. Tôi muốn thọ xả ra thổ không nha. Khi nào cho bớt chất báo em hôm nay em nhặt đồ nha, em chuyển tiền á. Có đôi giày mọc viếp viếp để em nhanh này. Mấy còn ta. Một ông. Ủa mà áo định bước mai đi đóng game chắc cũng trao trao được xíu. Em lên cái áo đền góc 47 thì đặt móc quá tuyệt vời ạ. Hơi bị ngon. Rồi. Em tưởng phải chuyển về nữ chứ. Em chuyển về nữ thì em chơi áo nhu tình. Có hai hướng. Áo nhu tình thì được một cái này cũng có. Mà chuyển về nữ thì tất cả đồ chuyển về nữ nó là mệt nữa. Lấy đồ phải rồi. Ok. Ờ, chỉ nhìn lại đen nam, chỉ nhìn nữ chi. Ừ. Còn hai cái hộp bội ở ngoài mình. Đó. Rồi, ok. Đứng đây lại hết, đứng nghiêm. Đó, cái nhẫn mộc đó.
xin lý giống nghe. Anh Long ơi, Long ơi. Nghe nghe. ID của anh là gì? Nhắn tin này đi em ơi, em nạp thẳng ID đi luôn. Thôi em nạp em. Em à, ok ok. Thôi sai lộn mà. Dạ em nạp vô con Thiếu Lâm đó luôn nha. Ờ rồi. Anh vô, anh vô ạc đi, vô ạc đi, vô ạc đi. Vô ạc đi. Vô nãy đường nhìn nãy vô ạc chưa? Này hỏi lên Thiên Nhẫn lên phụ rồi giờ đang đường môn lên phụ đánh với nhanh được. Ừ, đỡ con kia rồi tụi mình đánh phụ. Xíu em anh đi hạ bánh sinh nhật luôn đây. Gom tiền đi, tao không biết 450 vạn ở đâu rồi hôm nay. Cái lon đủ rồi. Cứ một con là 150 vạn. Em có một con à, gom cái lon đủ rồi. Rồi bán hết thôi. Anh em nào có 350k điểm kêu luôn em. Ê, nhầm. Phi Trần á, Phi Trần đại lý tống kim. Cả đâu, đại lý tống kim. Cái đi đủ xài đại lý Tống Kim. Ngoài ai còn anh em ơi. Chấp đó em nha. Mới đại lý Tống Kim 84 là được. Giờ lên kêu cấp rồi đâu có cả đi Tống Kim ở đâu. Em ơi, ai còn điểm không? Cứu lửa em ạ, đi cứu lửa ơi, cứu lửa em ạ em ơi. Đánh Long anh Free em ơi. Em nên đưa Kim nhân Long rồi, ok. Ok ok. Rồi ok. Trời ơi, con này nhiều đồ ha. 50k. Rồi, là liệu anh Tùng với bờ nha em ơi. Hello anh em mới vô nha. Rồi, bây giờ anh được kiếm. 40, 20. Khui ha. Anh Anna gì lộn đồ luôn anh ơi. Rồi, về bờ ngọc bội 540, sinh lực 127. Cái này cũng được hơn 5 kim, ngon. 3 đến 5 kim. Tiếp. Nhấn 120. Nhấn ra. 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 Ôi, về bờ. Rồi. Tóc 30 tất cả. Rồi về bờ, về bờ, về bờ. Đó. Tóc 30, sát thương 25, 85%. Rồi. Ngon lành cành ra một cây vũ khí nè ơi, đẹp quá. À cái này. Thêm trăm, thêm 35 nữa bằng chống băng rồi. Ai hả? Na 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 về bờ nha, không biết na đó nha. Một cây kích về bờ. Kim á. Rồi, ngon gớm, tiếp tục. Kim lại ơi, hai ơi. Na về bờ nha. Na mua, na mua, na mua. Em tôi không nói luôn. Về bờ. Em tôi không nói luôn. Cái này này. Ông bán ông nói giá nha, hỏi tôi mua nói giá ông nậu. Nè, 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 nè. Hàng V. Trời ơi, về bờ, về bờ. Anh em mình đi liên đấu chung anh ơi. Về bờ cho anh Nai coi vũ khí. Đó, giờ. Rồi anh Nai nói chung bán danh, bán danh Nam cũng được. Dòng 2 thì em nghĩ nó giá nó cũng nhẹ chứ không phải cao lắm. Cô Hải không mua được đâu, Hải nó hoán ra đâu. À cô Hải, ok. Hải nó hoán ra đâu, theo chiếc đâu á. Rồi anh này cũng không phải cô Hải luôn. Cô Hải lắm đây mà. Để mà nãy giờ cũng nãy giờ cái tường giao dịch trận Iraq này, gian hàng mẫu giao dịch này, bán nhà tẩu này. Thật chắc rồi, em chưa mua được đâu. Đây này 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 này. Này. Đầu ta đang đầu con bò ơi. Iraq này. Gia tẩu này, gia tẩu này. Được món làm chậm này. Thì ai này. Ai mà khai thì chi lại hai người kia thôi. Iraq này. 120 đợt ống này. Nghĩ chắc phải xài á. Rác này. Gia tẩu này. Cần băng đó, cần băng đó. Cần băng nãy giờ. Rồi, được một cái ngọc bội kháng hỏa 23 dòng 1. Nhẫn kim kháng độc 24. Rồi, vấn đề sân pháp cho anh em mình làm rác đây. Nó xin nãy giờ 15, 80, 80. Đó, đó là cho anh bắt đầu bán được, em đó là cho anh đó. Rồi, 140. 120. Rồi, giờ này ơi. Về bờ cây vũ khí nè mọi người. Về bờ, về bờ cây vũ khí nha mọi người. Ngon quá. Cái này đẹp. Rồi đâu, sâu rồi, ok rồi, ok. Về bờ ngay. Kìa, kìa ba cái kìa.
tâm là đông tâm. Thì giờ muốn nói ngang gần nó thêm 10 điểm nữa bằng trắng bang rồi. Thêm 10 điểm nữa 85 chấm mới ngon này. Rồi, đó đánh giùm nha. Đó. Chọn đánh giùm một kiếm. Không, cái này cứ tùy lòng hảo tâm thôi, 10% xưa giờ 10% mà cứ bán sao bán biết đâu được. Ừ, xưa giờ mà. Đó là ủng hộ người đánh boss chứ đâu mà đánh không xưa giờ, thấy đánh không xưa giờ cứ lấy cái phần nào đâu, khi nào có siêu phẩm thôi nè. Đó. Nam em Long bữa giờ cũng 10% ok anh ơi. Cái đó là tiêu lần của tao thôi. Cứ đánh mà anh em có đồ là ok, anh em thu được hồi bốt boss chứ anh em đánh hoài không có đồ cũng khó nè. Ngon nè. Á à, cái nọ cái đó có ngon luôn anh ơi. Cái này là thực sự 35 nè, không khác gì cây vàng chống ban luôn. 30 35 85. Úi trời ơi, khắc độc 14 rồi chứ. À, đẹp. Đẹp 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 quá đẹp. Về bờ. Ở bắt 67 này về bờ. Đánh trong cho anh từng về bờ. Bên ông Nam nay rồi. Quá đẹp. Tự hoán vào. Quá đẹp. Rồi để vô góc đánh phụ cho anh Tùng con này. Đây là mỗi ạc 10 kim đúng không? Đẹp. Cái này thì coi. Cái này 25, 30 sát thương thì cái này chắc phải 2-3 kim. 2-3 chị vậy đó. Ừ, tầm nhớ. 2-3 chị vậy đó. Nói chung đỡ cái đó em nói thiệt sự đó bán thì nó cũng tầm 3 triệu hoặc 3 triệu hơn hoặc nhích xuống 3 triệu tầm 2 triệu rưỡi đó tầm đó. Thì nó là 2-3 triệu đó tầm đó. Tại vì nó là mới có 25 triệu cái móc nó chưa được đẹp cho lắm. Cái đó là 35. 35 là trên giá liền. 35 một cái là trên 10 triệu liền, khẳng định luôn. Nếu 35 trên 10 triệu liền. 30 đúng rồi. Trên 10 triệu liền. Nó có kiểu cái móc nó đẹp nên tương đối nó đẹp á. Còn đây nó 25 nó lực cỡ quá. Nói chung này nhìn vào cái đó vẫn đẹp, nhưng mà đánh về lâu dài thì nó sẽ không bằng những cây nào đẳng cấp hơn. Ngon, nói chung là về bờ là được rồi. Cố gắng bán xong bán mà trên được 5 triệu lại càng tốt. Ác này còn 3 vậy. Trên 5 triệu lại càng tốt. Đó là tùy thùng mua và bán thôi nè. Cây kích này xài phải nào á? À, hóng binh anh em ơi. Hóng binh anh em. Đâu cái kích này anh em bảo là cái kích này ai xài mà làm gì có giá vậy? À anh em không hiểu rồi. À, cái kích này là mình sẽ gọi là hón binh về các vũ khí khác nè, hón binh về các vũ khí khác thì sẽ có giá của cây vũ khí như nào. Đúng rồi. Đau. Thì thùng bi đó anh em, nói chung là tương đối tầm thùng bi à. Có bao nhiêu đâu. Đao nè, kiếm nè, nỏ nè, bỏng nè, tất cả đều ai cần ai cũng cần hết. Đẹp. Ủa rồi xong đeo á. Xong đeo tách làm đôi hai cây. Tách làm đôi hai cây. Tách làm đôi hai cây. Rồi. Cái đó đưa được đồ môn sức. Ừ, đồ môn sức. Đồ môn dòng 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 phần trăm nó ngon. Nói chung là đỡ mà nó cái phần trăm đó mà đỡ tích ra cái phần trăm đó mà nó thêm vào cái số lượng điểm á, thì nếu mà cây vũ khí không có phần trăm nha thì khả nghĩ cái đây nó tương đương khoảng tầm là top 30, sát thương khoảng tầm 37 cho đến 38 đó. Là nếu không tính phần trăm. Đó. Không được à? Anh Tùng test rồi à? Anh test rồi. Tính là ví dụ như 25 nó là nó lên khoảng 32 33 thôi hả? Ừ. Đúng rồi, cái điểm lên phần trăm là phần trăm không bao nhiêu. Đẹp. Nhìn nó đẹp. Nhìn nó chất lượng hơn phải không? Nói chung là nó cái kiểu nó hơn, nó sẽ hơn được từ 7 đến 8 điểm nữa. Ví dụ giờ đang 25 thì anh em cộng thêm 80% thì nó khoảng tầm 7 đến 8 điểm nữa đi. Thì sẽ lên tầm 33 cho 32. Đó, top 30 sát thương 33. Đó, dòng 2. Đó, 33. Tương đối vậy đó. Thì đi ra được cỡ 2. Sao cái đó Nam mua được? Có cái ẩn nào không hỏi một không? Không không Tùng Vũ ơi, không không Tùng Vũ ơi. Thế nếu mà sát thương 33 thì không mua được 3 triệu. Vũ khí về chính em 3 tháng 5 rồi em vẫn bán được 1 triệu 5. Ừ, cũng ngon đó, bảo vi đòn. Vũ khí em như thế nào mà hồi xưa dùng 3 tháng rồi mà vẫn bán được 1 triệu 5, hồi xưa như thế nào? Ừ. Nói chung là nó có cái kiểu là như là lực tay mình đang bao nhiêu. Lực tay ví dụ mình đang 5k thì thêm phần trăm thì nó thêm được một chút nữa. Còn nếu anh em nào đang lực tay khoảng 2k rưỡi thì nó sẽ thêm phần trăm rất là ít nữa. Đó, tại vì cái lực tay của anh em đang sở hữu rất là thấp. Nó là tùy phái thôi. Tính xem nãy anh đang tính là tính đường môn thôi. Ừ. Tại vì anh Tùng anh cầm đường môn quen rồi anh biết mà. Thì tương đương như vậy.
có phá ví dụ như đường môn tầm này thì anh Tùng này năm lực tay là tầm 6-7k mấy rồi thì anh Tùng sẽ tính như theo kiểu đó. Còn những mà phá thấp hơn như cái bang thì nó chỉ 3k thôi. Anh Tùng bay vào trực tiếp vào Sài Gòn hay là bay lên chỗ Khải rồi đi chung Khải xuống? Anh Tùng bay trực tiếp vào Sài Gòn. Anh đi Pleiku trước. Khải thì chắc là Khải đi xe thôi, đi xe đỏ đón tới vị trí thôi, anh em tập trung thôi. Chứ tại vì là thứ sáu chiều thứ sáu là 2 giờ chồng, 3 giờ chiều thứ sáu mới xong công việc thì mới lên xe đi buổi chiều á, sáng có mặt thôi. Đi hai chồng hả? Ừ, đi hai chồng, dẫn con đi chơi luôn. Chúng anh em đi chơi dẫn con những cái thì vui biết anh em, chứ còn đi chơi mà của mình cũng buồn. Làm mà đi cái ấy ú để như trời con nhà. Tôi biết rồi, mốt Tết nó gặp mặt lì xì con cháu rồi chứ. Ừ. 10, 42, 53 ờ ngon nha, cái đó đánh tống kim sơ cấp ngon đó. 10 tóc 42 sát thương 53 điểm, 53% ngon á. Anh không biết là mình, nói chung là Na đang xử lý. Dù Tết anh em có đi miền nào cái có gặp lại anh em hận nè, anh em chơi game chưa ơi lên thăm xíu. Đúng rồi. Hôm nay đi đựng ghế Bình Dương là được. Khó chịu. Dẫn ra lô cậu mũ cái bà luôn. Đúng rồi. Bình Dương cậu mũ gì anh? Bình Dương là châu Én Nước Tương. Rồi, con này xong rồi, anh em nào có boss kia là ông bị Lâm ông phá đánh luôn. Khải có một con, tí nữa quất luôn. Khoai nào anh? À, tí nữa chắc lên ngày 10 em ơi. Chắc lên ngày 10. Trời ơi, ăn event cũng gì. Ủa chết không? Ủa cái con boss đó mình ăn xong rồi mình đỡ nó mất tiêu rồi ta? Mất à? What à? Chết bà rồi, mất boss rồi. À đây còn. Hộp đâu khác mà anh. À, cái hộp gì vàng vàng. Nó 7 ngày. Cái hộp gì vàng vàng. Hộp ban này em. À quên đi chứ, lúc nãy anh em là đánh con Thành về nhận mỗi người một túi nè mày, chứ đỡ ngày mai hết hả. Rồi, đây hộp bảo rương vũ khí chống phái, đó. À, ngon. Đỡ xong cái này chắc đấu giá phát cho anh em, bây giờ tầm này đấu giá luôn anh em mà còn 20 người nè. Nãy giờ mình lật cọc rất là nhiều đồ, rất là nhiều người. Ừ, Thành đô cũng có anh ơi, tất cả thành nhỏ, thành nào cũng có như nhau anh ơi. Ơi, ơi. Cái gì mà 300 triệu ấy? Cái hộp 300 triệu đâu có hộp nào ra. Cái hộp đấy mở 300 ra triệu đúng không? Cái hộp mở ra xong bán. Xong rồi đồ đồ giá xong. Mở ra vũ khí xong đồ giá xong. Ngẫu nhiên một ca vũ khí à? Mở ra xong. Được. Văn Hùng mà thấy cứ mở ra vũ khí phải gì thì đồ giá. Ừ, hợp lý anh em đồng ý không? Đồng ý không? À, nhấn chút phải. Đa đa anh Tùng ơi, 300 triệu nè anh em ơi. 300 triệu. 300 triệu đó. Hàng sử dụng nói chung là một tuần sử dụng được một cái. Hàng sử dụng là 10 ngày. Thì nếu mà mỗi người một cái và có thể cánh cái thứ hai nha anh Tùng. Ví dụ như anh chắc anh đổ lỗ 2 cái. Ừ đó 2 cái đúng rồi. Em thấy trên group nó ghi là mỗi người ăn 1 cái mà. Nhưng mà trong một tuần tuần 2 ăn được em. Tuần 2 ăn được nữa à. Hiểu không? Cái này nó có đến 10 ngày thì chắc chắn là được tuần thứ 2. Một tuần ăn được 10 cái đúng tí rồi. Nữa giao dịch luôn rồi. Ok, nhắn liền nhanh trước nhanh về luôn tiếng là đó sao anh ơi, chỉ còn 5 phút à. Xong bắt. Rồi ngừng đáp. Ôi da đâu. Chụp mày luôn rồi. Đóng vậy ra, Ngừng đáp đây, đừng thấy em giết đúng rồi. Đúng rồi, máu đỏ mà phải rồi mình còn đang đánh boss đó, nó giết. Mày phải gia nhập ba bạn vừa khác. Rồi nè anh em ơi, ai mà có đánh công chiến gì tương như bắt giao dịch nuốt cái túi này anh em ơi. Anh Tùng về nước số nè anh Tùng ơi. Đây. Ừ, cho đợi nó chở. Ôi ơi. Đâm ra anh Bơ Thiên, đợi em chút. Trước cho đợi nó chở. Mai anh được một cái nữa. Anh giả 8 Bơ Thiên anh Tùng ơi, giả 8 Bơ Thiên anh Tùng ơi. Ừ. Rồi, về giao dịch này. Em đưa cho anh Tùng 4 bao đúng không? Cái này là hỗ trợ cho anh Tùng 4 bao nè. Rồi còn em mỗi người dùng 1 bao nè mày. Nuốt anh nè. Giao dịch còn mấy phút mà. Tùng không? Giao dịch đấy. Chưa thấy giao dịch em nghe bật dịch đi. Anh bật rồi đấy. Chưa thấy, không thấy. Đáp. Rồi ok nè. Rồi. Giao dịch đi. Rồi nuốt nhanh. Còn lại anh em thì mỗi người 1 bao thôi. Rồi xong cái này anh em bị đấu giá nè em ơi. Cố gắng đấu giá xong cái trận công chiến ngày hôm nay thì thu được bao nhiêu nha nè. Rồi em lên nhật đồ á.
nhận đồ. Bói cái con bot đạn được gì là tiếp tục đấu giá rồi anh em nào. Anh em nào mà có đánh bot kia thì tí đánh sau nha anh em. Hiện tại còn hơn 20 người chỗ này đấu giá được anh em, không sao cả. Rồi bói nhanh cái được như này. Chặt rương. Đó. Không có phục hồi, mấy áo không phục hồi. Đó. Chút, tổng rác không. Áo này. Rồi. Anh em nào nhặt tinh hồng thì tinh nhặt đây nè. Đây này. Đây, khá nhặt luôn rồi. Anh được một con nhẫn mọc này, mức nhẫn như này. Khui. Rồi. Nhẫn của em. Khui hang. Rác này. Anh em vô phòng tán đâu ra rác luôn. Trời, đòi vậy không có sinh lực nha, cái này sinh lực cũng được ít rồi. Khăn lôi. Trời, khăn lôi 2 điểm. Rồi, rác. Của em nói anh Dương. Rồi. Em cho nó anh bán sớm mất rồi. Có mấy chục điểm sinh lực. Rồi. Ok anh em ơi, hiện tại bây giờ thì đợi em tí nè anh em ơi. Rồi thì anh em đợi em xíu, phát lương kia đóng giá nha, đừng vô phòng tán nha. Đem vào phòng tán áo. Phòng tán áo. Mật khẩu 123 đấu giá vật phẩm con chiến. Ngựa đó được bán bao nhiêu anh Khải? Ngựa trung bình 1,5 sẽ đấu giá lên này 7 ngày cho anh này. Con ngựa anh nói kìa. Ngựa nè. Ngựa thấy tiếng của anh đó hả? À cái đây 1,000,000 ạ. Máy kìm ạ. Ok anh em ơi. Và sau khi bắt 67 xong thì thu được ít đồ. Anh Tùng ơi, giao dịch đồ luôn anh Tùng ơi. Anh em ơi. Thì nói chung lúc nãy thì được một cây vũ khí 540. Đó một cây nè. Một cây vũ khí tiếp theo 540. Hai cây. Cây này thì khoảng kim hơn thôi nè. Đó. Server này tầm này rẻ rồi. Đại lưng cảm ơn 25. Lời gian chúng đọc 40 sinh lượng lực. Cái này thì cũng từ 3 đến 5 kim. Nói chung là quát lần này thì cũng vừa vốn không lỗ lắm đâu. Lần này đánh còn 8 kim mà anh Tùng thu là được một đai lưng. Rồi dưới cái này, dưới cái này. Này, nói chung là lỗ hết một nửa tiền. Rồi, lúc nãy có đánh cho anh Tùng kia, có hai anh Tùng lần nào. Và về bờ một cây vũ khí. Đó. Về bờ. Tốc 30, sát thương 25 và sát thương 85%. Kháng độc 14, nỗ lực 54. Đó là tất này là được như vậy nè. Rồi anh em xem đừng quên đỡ làm một like, chia sẻ ủng hộ cho và đỡ cố gắng trong ban cũng như là Khải cũng như là phụ trợ đánh cho anh em những tuần boss tiếp theo nha. Đừng quên nhấn like, chia sẻ, đăng ký mạnh nha anh em ơi.